Chào các bạn. 20 giờ ngày 4 tháng 6 tới đây thì mình tiếp tục khai giảng khóa học khóa K83 Professional Trader. Khóa này để đào tạo những nhà đầu tư F0, những nhà đầu tư chưa có nhiều kiến thức trên thị trường chứng khoán trở thành một pro trader chuyên nghiệp. Có thể nói đây là một khóa học rất hữu ích đối với tất cả chúng ta, kể cả nhà đầu tư đã đầu tư nhiều thời gian nhưng chưa hiệu quả, chưa có phương pháp đúng đắn. Thì đây là một khóa học mang tính toàn diện cho tất cả mọi người. Nội dung của khóa học bao gồm những thông tin như sau. Một là giới thiệu cho mọi người về xu thế, kênh xu thế, các hỗ trợ, kháng cự, tổng quan về phân tích kỹ thuật, rồi cái việc áp dụng trong phân tích điểm ra vào của chúng ta, các phương pháp vào lệnh tương ứng với mỗi mô hình, điểm mua, các phương pháp vào lệnh thuận và nghịch xu thế, tuyệt chiêu phân bổ dòng tiền, phân bổ vốn và đi vốn bằng margin. Đây là một trong những kỹ năng mà hầu hết các nhà đầu tư vẫn đang rất là yếu. Đấy, khoa học nhằm bổ túc, đào tạo lại cho chúng ta về cách thức đi vốn, phân bổ vốn, đặc biệt là cách thức sử dụng margin một cách hiệu quả nhất. Tiếp theo là giới thiệu cho chúng ta những điểm bán, rồi những tuyệt chiêu cơ cấu danh mục, tuyệt chiêu chặn lệnh L, phương pháp sử dụng lệnh, nhận biết các cổ phiếu tạo đỉnh, tạo đáy, các phương pháp giao dịch vùng đỉnh, vùng đáy, rồi dấu hiệu nhận biết các cổ phiếu vào đầu sóng, rồi siêu cổ phiếu bắt đầu vào chen, hút chen, bắt đầu hút tiền, vân vân. Các mô hình siêu kinh điển, tuyệt chiêu lướt sóng và các phương pháp lướt sóng đỉnh cao, phương pháp vào lệnh thuận và nghịch mô hình, các cái mô hình bị phá vỡ thất bại và phương pháp xử lý lệnh trong các trường hợp này. Rồi giới thiệu về phương pháp VSA, phương pháp vào lệnh đỉnh cao trong giao dịch. Học phí của học là hơn 1.000 đô, tức 25 triệu đồng, và giảm 60%, còn lại 10 triệu cho những ai đăng ký sớm nhất, 10 slot đăng ký sớm nhất. Đặc biệt đối với khách hàng Super VIP NAV trên 1 tỷ được miễn phí hoàn toàn khóa học này. Đối với khách hàng NAV trên 55 triệu thì giảm 80%, còn 6 triệu. Ai đăng ký khóa học thì nhanh tay chuyển khoản theo cái nội dung hướng dẫn trên video. Đây là một trong những khóa học mà rất ít được đào tạo trên thị trường, bởi vì khéo 1 năm chỉ có độ một vài khóa chứ không có nhiều. Một khóa học toàn diện từ A đến Z, từ nhà đầu tư F0 trở thành chuyên nghiệp và các nhà đầu tư chưa có phương pháp để đem lại lợi nhuận tốt trong suốt thời gian qua thì nên theo khóa học này. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.